Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gia đình mình nướng thịt ăn ha. Mời các bạn ăn nướng với gia đình. Gia đình mình gồm đây. Đây là bố mình nha các bạn. Đó. Còn đây là sau đây là mẹ mình. Đó. Gia đình mình ăn thịt nướng đó nha các bạn. Đó. Đây gồm là nước chấm. Là chút tương đây nha các bạn. Còn đây là mắm, kim chi. Gia đình mình ăn một thau thịt heo đấy nha. Còn đây là rau đợt cuối nha các bạn. Thêm. Đó. Còn đây là chị mình nha. Chị các bạn. Còn đây cháu mình nha các bạn. Đó, cháu mình ăn cơm nha. Nãy giờ bố mình sẽ làm một cuốn cho các bạn coi nha. Đó, bỏ lên sống cho các bạn. Thịt nè. Thịt nè. Miếng kim chi. Miếng nấm linh chi. Đó. Chấm mắm nha. Review cho các bạn nè. Đây. Mời các bạn. Ngon không? Đây là nướng lửa nha các bạn. Nướng than hồng. Đó, lửa than nướng hơn hồng chín rồi đó. Đây, miếng thịt nướng cỡ đây nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ làm một cuốn cho các bạn xem nha. Giờ mình sẽ làm một cuốn cho các bạn xem nha. Chín rồi. Đây, đây là rau sống nha các bạn. Cà lát nha. Mình bỏ kim chi vào. Đây, kim chi nè các bạn. Kim chi. Bỏ vào. Còn miếng là mỏng mỏng rồi ta. Bỏ vào nha. Xong rồi mình bỏ thịt vào. Ngay món nào rồi. Đó. Mình ăn đồ mình đấy ăn phải 2 miếng. Bỏ miếng đi được. 2 miếng nha các bạn, miếng thịt này. Mình ăn 2 miếng. Mình bỏ một miếng kim chi. Đây là kim chi này nha các bạn. Nhiều không? Rồi mình gói lại nha. Người ta là gói lại, còn mình là đổ bánh dồn lại vậy luôn. Mình làm một miếng một luôn nha các bạn. Quan trọng là cái nấu không? Chín luôn nè. Ngon lắm các bạn. Cái nướng này ngon hơn cái chảo phải không? Nhức nách. Cà lóc thì nó mát mát, còn thịt heo thì thơm thơm, nó ngọt ngọt. Tao miếng kim chi là nó chua chua, cảm giác nó rẻ các bạn. Các bạn nhớ là xem và đăng ký cho mình nha các bạn. Kênh là Quang Tây Vlog. Các bạn thử làm thử nha. Ngon á. Phải Quang Tây Vlog không? Ủa mình làm thêm một miếng nữa cho các bạn xem nào. Có thể là làm nhiều miếng. Đồ mình ăn á phải bỏ xe lắp nhiều vô xí. Còn các bạn sao thì mình không biết. Đó, mình đổ kim chi vào. Kim chi đây. Đây là nấm linh chi nha. Thịt heo. Thịt heo đây. Ráo quất. Vậy nó ngon. Còn này là hôm mình ăn là phải 2 miếng nha các bạn. Bỏ xí nấm luôn nha. Đây là kim chi nha các bạn. Rồi. Này nghe sâu. Bỏ vào nha. Bỏ lại. Nhẹ mày quên á. Bỏ lại nha. Con ăn à. Ờ, nên cháu vậy. Vậy nó chứa dầu nó ra mỡ nhiều.
Công nhận thấy miền Tây em đã em muốn các bạn cái cảm giác mà nó có ngon không? Nó mát nó có sực không? Mình đã ăn cái cảm giác miệng mà các bạn nghe không? Ngon. Các bạn thử nha. Kim chi nè, nấm linh chi nè, ngon thịt heo. Thịt heo là phải ba chị nó mới ngon nha các bạn. Rồi. Với cái quan trọng nhất là salad. Đó. Mấy bạn cứu vô là ai cho trong miệng mình nó cảm giác nó mát lắm. Đó, cảm giác nó lạ nha các bạn. Đó. Tiếp tục nha. Để mình tiếp tục nha. Giờ chị mình sẽ làm một phút cho các bạn xem nha. Làm gì biết. Giới thiệu vô. Tuyệt vời. Ồ cháy rồi. À, chị mình sẽ bỏ thịt heo vào nha. Nấm đây là kim chi nha các bạn. Cháy nước rồi. Đó, cho chị mình ăn nè. Mời nha các bạn. Mời các bạn. Wow, big boss. Đã rồi. Đó. Bố mình sẽ gấp thịt ra bỏ một cái mới lên nha các bạn. Ba giờ con mình sẽ ăn tầm 1,5 kg thịt. Vô. Đó, bố mình sẽ gấp ra hết ra. Bỏ lứa mới lên. Đó. Bố mình sẽ bỏ lứa mới lên nha các bạn. Mấy bạn có thấy miếng thịt ngon? Đó. Miếng nào mình ăn là mình phải có cảm giác. Miếng nào mình cắt phải tâm một phân nha các bạn. Đó, dây cỡ đó ăn nó mới cảm giác đã nào. Mấy bạn phải lựa thịt ba chỉ nha. Thịt phải có ba chỉ đăng vàng nha. Đừng có lựa thịt nạc quá nó cũng không ngon. Mà mỡ quá nó cũng không ngon. Tầm này là vừa vừa nha các bạn. Các bạn có nghe tiếng nó xèo xèo không? Đó. Giờ bố mình sẽ làm một cuốn nữa cho các bạn xem nha. Đâu? Kim chi. Đây, bố mình sẽ bỏ chỗ này nha các bạn. Kim chi. Đó. Thịt nhé. Và chỉ nhé. Quấn lại nhé. Đó, bố mình sẽ. Rồi. Rồi nhé. Các bạn nghe tiếng không? Sột sột sột, đã mát. Ăn rồi cảm giác nó không bị ớn ngay các bạn. Đây mấy bạn coi miếng thịt nè. Mấy bạn có thấy miếng thịt không? Xiêu. Ăn này cho bố không ăn nữa. Để cho lại mấy cuốn bự bự no. Đây salad nha các bạn. Còn cái đấy bỏ lại. Mình là chắc nhiều vô xí. Mình ăn là lúc nào nó cũng đầy đặn và dày vậy hết. Đây. Đây là nấm này, nấm linh chi nha các bạn. Thịt heo. Đó, bỏ vô. Đó, mình ăn nè. Kim chi. Cố lại nha các bạn. Ăn cái đây nè.
gói lại nha các bạn. Ui là cha. Rồi hết hay không ấy. Quá. Nếm đây lại ngon nè. Bạn trong miệng ngon không? Ngon. Nó mát mát nó giòn lắm các bạn. Ngọt lắm. Các bạn ăn thử. Các bạn nghe xuống không? Cháu vừa chưa? Cháu hoài con kia. Con cực tiền luôn các bạn. Chắc mình sẽ chắc làm một cuốn đây nữa là chắc mình ngừng cả clip tại đây nha các bạn. Các bạn coi và subscribe và chia sẻ cho mình nha. Để mình làm clip tiếp theo nha các bạn. Đó, giờ mình làm chắc làm một cuốn này nữa thôi. Mình là kim chi bỏ vô nha, salad nha. Thịt này nha các bạn. Miếng thịt nè. Khoảng 2 miếng luôn đi. Đồ mình là các bạn cũng nãy giờ cũng coi clip mình là chắc mấy bạn cũng hiểu. Đồ mình là 2 miếng. Đó, 2 miếng nha các bạn. Bỏ kim chi vào. Kim chi. Cuốn lại nha. Các bạn không có cảm giác nữa không? Ngon. Chật chật chật. Ngon giòn nha các bạn. Trong người mình rất mát. Các bạn nghe không? Thật là tuyệt vời nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Còn các bạn clip tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình để mình làm clip tiếp theo cho các bạn coi nha.